Xin chào cả nhà, mình là Hợp và hôm nay mình sẽ về trên tay một mẫu, đó là mẫu Certina. Certina thì là một thương hiệu thuộc Swatch Group, cho nên là nó là một trong những cái thương hiệu được hãng đẩy mạnh ở trong cái phân khúc mà gọi là phân khúc entry level. Thì với người anh em như là Tissot thì Certina cũng có rất là nhiều mẫu hay, và Certina luôn luôn có một cái công nghệ rất là hay, đó là Double Security. Như các bạn thấy ở đây là chúng ta sẽ có hình ảnh một chú mai rùa. Mai rùa thì thường là ai cũng nghĩ là cứng và nó tượng trưng cho cái khiên rồi, cộng với việc nó là DS nữa là Double Security thì mình nghĩ nó còn hợp lý hơn. Thì chiếc Certina này mình mới về được mấy hôm, mình sẽ cùng trên tay cho anh em thấy. Nó là một chiếc sử dụng dây da và có mặt dial là màu grey. Đó. Với những chiếc Certina thì cái giá của nó thực sự là cực kỳ hợp lý. Như các bạn thấy ở đây là với chiếc Certina này thì chúng ta sẽ có cái mặt dial được làm màu grey trải tia và grey sunburst. Thì với cái mặt này thì các bạn sẽ thấy là nó cực kỳ phù hợp với cái màu rose gold, mà đây là một cái sự kết hợp mà chúng ta thường thấy trên những cái dòng sản phẩm của đồng hồ Thụy Sĩ. Ở góc 12 giờ thì chúng ta sẽ có logo Certina 1888 và chúng ta sẽ có hai cái đường kinh kiểu dạng kinh độ vĩ độ chia cái mặt dial của chúng ta ra làm tư. Và đây là một trong cái thiết kế độc đáo của chiếc này. Thì với chiếc này thì chúng ta sẽ có cái dòng chữ là DS1 Automatic và độ chống nước 100m ở góc 6 giờ. Còn ở giữa góc 4 và 5 giờ của chúng ta thì sẽ có một ô lịch ngày. Ô lịch ngày thì có cái nền màu đen rất là phù hợp với cái nền mặt màu grey này. Đó, nếu như mà họ cho màu trắng là nhìn là có vẻ là toang luôn các bạn ạ. Bộ kim cọc của chúng ta cũng được làm bằng thép không rỉ và sau đó thì được mạ vàng màu rose gold. Như các bạn thấy ở đây là tại vị trí 12 giờ của chúng ta thì sẽ là cọc số đôi. Với cọc số đôi này thì các bạn sẽ dễ dàng nhận biết ra cái vị trí 12 giờ hơn so với những cái cọc số khác. Đó, và ngoài ra thì chúng ta sẽ có một cái viền ở phía ngoài outer rim. Viền này thì nó sẽ chia rất là chi tiết 60 phút, 60 giây và các cái phần trăm của nó ở đây. Đó, để các bạn có thể thấy rất là rõ ràng. Với chiếc Certina này thì các bạn có thể thấy là đây là một chiếc dễ đeo, và với size của nó là size 40mm thì thực sự là đây là một chiếc đồng hồ cực kỳ dễ đeo. Lắc tu lắc của chiếc này vào khoảng tầm 48-49. Thì với cái lắc tu lắc đó thì chiếc đồng hồ này nó sẽ phù hợp với tay anh em khoảng tầm 16cm chúng ta đeo là đẹp, 15.5 đeo cũng được, tuy nhiên là để mà đẹp thì 16. Kính sapphire của chiếc này là kính sapphire nguyên khối và như các bạn thấy ở đây nó làm thành một cục sapphire lồi lên rất là đẹp luôn. Đó, về cái kính thì chiếc này nó có cái kính khá là giống với dòng là Tissot Visodate. Đó, và với cái kính này thì các bạn có thể thấy rõ luôn là chúng ta sẽ có một cái kính rất là chất lượng như vậy, nó cong lồi. Đó, và các bạn có thể thấy là với cái lớp phủ chống lóa thì chúng ta sẽ nhìn thấy cái kính này rất là trong. Hai bên phần thân của chúng ta thì được làm phay xước như các bạn thấy ở đây. Hai bên phay xước và cái phía bên phải này của chúng ta thì chúng ta sẽ có đó là một cái núm với cái logo của Certina, logo hình chữ C khuyết một chút. Đó. Ở phía sau thì chúng ta sẽ có bộ máy của chiếc Certina này. Bộ máy của chiếc Certina này thì được sử dụng đó là bộ máy ETA, và bộ máy này là bộ máy ETA 2824, sử dụng bộ máy automatic chứ không phải là Powermatic các bạn nhé. Thì với bộ máy này thì chúng ta sẽ có 25 chân kính, 28.800 tờ số động và các bạn sẽ có ở đây là 38 giờ tích cót. Logo ETA thì được đặt ở góc này dưới balance wheel, và mặt sau thì các bạn sẽ thấy những thông tin khác như là dòng chữ Certina này, kính sapphire này, chống nước 100m 13 này và serial number cũng như là thân thép không rỉ được ghi rõ ở đây. Dòng này là Certina DS1. Đó, các bạn có thể thấy rõ bộ máy với cái củ văng được làm với những cái vân đánh xoáy tròn rất là đẹp. Sợi dây đi kèm của chúng ta thì sẽ là sợi dây da bê dọc vân cá sấu, và sợi dây này thì nó được làm với cái màu nâu đậm, không phải màu đen các bạn nhé. Và chúng ta sẽ có một cái khóa gập đi kèm, trên khóa gập này có khắc logo của Certina. Mã của nó đây, các bạn có thể thấy là cái tag có đầy đủ mã là C006 407 360810 với đầy đủ những cái thông tin ở trên này như là nó có tính năng Double Security, máy auto, mã PVD 13 đó. Đầy đủ. Chiếc Certina này thì có mức giá hãng cũng khá là cao đấy các bạn nhé. Giá hãng của chiếc này thì nó cũng loanh quanh khoảng tầm 24-25 triệu nếu như các bạn mua giá hãng. Còn bên mình bán với chiếc này với mức giá săn sale rất là tốt, và đợt này thì có mua của các cái đại lý bên Mỹ họ đang sale off như là Zoma Shop hoặc là Ashford. Thì chiếc này thì bên mình bán với giá là 11.500.000. Nếu như anh em có nhu cầu về chiếc Certina rất là đẹp này thì có thể liên hệ bên mình để mua vào trên tay sản phẩm. Sản phẩm khi lên tay sẽ rất là dễ và đẹp. Đó, anh em có thể thấy ngay là khi lên tay này rất là đẹp trai luôn. Rồi. Cảm ơn em rất là nhiều đã theo dõi video và xin hẹn gặp lại trong video tiếp theo của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại anh em.